kể chuyện về kim loại hiếm và phân tán, nguyên tố Polonium, trò đùa của nhà bác học Anh. Một ngày nọ, Richard Chambers, nhà hóa học danh tiếng người Anh, tỉnh dậy sớm hơn mọi ngày. Ngoài cửa sổ, những đám mây ướt đẫm nặng nề trôi. Mưa, sau cả một đêm âm âm rơi, vẫn tiếp tục trút như suối, hệt như là nó muốn thử mức không thấm nước của các mái nhà thành London. Hình như trời định hắt toàn bộ nước nó tích lũy được xuống trái đất. Chắc là ta không nên quá quan tâm đến mưa, hiện tượng quá thường gặp đối với miền Albion, nước Anh. Mấy mùa này tới như vậy, nếu như trong cái buổi sáng lầy lội năm 1803 không xảy ra một sự kiện mà cuối cùng đã làm thanh danh khoa học của James bị hoang ố. Vừa ngồi uống cà phê vừa điểm qua báo mới, James bắt gặp một quảng cáo lạ lùng viết rằng tại cửa hàng của ông Foster, một người sưu tầm và buôn bán khoáng vật, có thể mua với giá phải chăng một thứ kim loại mới, Palladium, loại mà ngày hôm qua vẫn chưa một nhà hóa học nào trên thế giới được nghe tên. Cái gì thế này, trò đùa, sự giả dối trong khoa học hay một xạo thuật quảng cáo? Và mặc dù James hoàn toàn hiểu rõ là ở đây không thể có một chút sự thật nào về thứ kim loại mới, nhưng tính tò mò đã thắng, bất chấp thời tiết xấu ông dẫn đến địa chỉ nọ. Ông vô cùng ngạc nhiên khi thấy Foster thực sự chìa cho ông xem một thỏi kim loại, bề ngoài trông khá giống thoa tinh, nhưng nhẹ hơn nhiều. Foster kể rằng trước đó mấy hôm ông ta nhận được một bức thư được viết bằng một nét chữ rất đẹp trên loại giấy đắt tiền. Tác giả vô danh nọ đề nghị người chủ cửa hàng thử bán một lượng nhỏ kim loại trước đây chưa ai biết được gửi kèm theo bức thư đó. Tới đây Foster không biết thêm gì nữa. James quyết định mua thỏi kim loại để sau khi phân tích nó, ông sẽ công khai chế nhạo nhà hóa học giả láo xược đã làm như thể khám phá được một kim loại mới. Và cũng một thể dạy cho tay buôn kia một bài học vì đã tham gia vào chuyện giả mạo xấu xa này. Nhà hóa học có nói về dự định của mình với các đồng nghiệp nên họ rất nóng lòng mong đợi kết quả phân tích. Chẳng bao lâu sau, Chenuit tuyên bố rằng cái được gọi là Palladi hoàn toàn chẳng phải là một nguyên tố mới như được công bố một cách đáng xấu hổ, mà chỉ vẹn vẹn là hợp kim của Platon và Thủy Ngân. Dường như trò bịp bợm đã bị vạch trần, nhưng cho dù có cố gắng đến đâu sau đó các nhà hóa học khác vẫn không sao phát hiện nổi Platin và Thủy Ngân trong Palladi. Tại sao vậy? Bị chàm nọc, James vội vã giải thích cả yếu tố này. Theo ý ông, nguyên nhân là ở chỗ trong hợp kim Thủy Ngân liên kết quá chặt với Platin, nên hầu như không thể tách nổi chúng. Hơn thế nữa, ông còn đưa ra cả công thức điều chế hợp kim này. Sự náo động nổi lên xung quanh kim loại mới đang dần dần lặng đi, thì bỗng trong một tạp chí khoa học xuất hiện một bài cáo thị hứa sẽ thưởng một món tiền không nhỏ, 20 bảng Anh, cho người nào trong vòng một năm có thể điều chế được Palladium từ Platin và Thủy Ngân theo công thức của James hay bằng bất cứ phương thức nào khác. Số người mong muốn hái được món tiền to sổ đó không ít, nhưng một năm trôi qua, cả bản thân James cũng như bất kỳ ai khác đều không đoạt được quyền nhận món thưởng nọ. Sau khi hạn định đã hết một thời gian, năm 1804, trong phiên họp hội Hoàng gia London giữ vai trò diện hàng lâm khoa học, thư ký hội William Hyde Wollaston, một bác sĩ và nhà hóa học danh tiếng, đã cho biết rằng khi phân tích Platin, ông phát hiện thấy trong đó có một kim loại mang những tính chất như của Palladium mà Chenuit đã mua trước đó một năm, và hơn thế, còn có thêm cả một kim loại mới được gọi là Rhodi. Sang đầu năm 1805, cũng trên tạp chí đăng bài cáo thị về món thưởng nọ, Wollaston đã viết một bức thư để ngỏ thú nhận là chính ông đã gây ra vụ náo động xung quanh nguyên tố Palladium do ông khám phá. Chính ông đã đề nghị Foster đem bán thỏi kim loại mới và cũng ông đã hứa xuất món thưởng 20 bảng Anh nọ. Có thể nói với ý định gì mà Wollaston lại muốn thông báo cho thế giới biết về phát kiến của mình bằng con đường kỳ lạ như vậy? Còn đối với James thì đó là sự đại bại hoàn toàn. Nghiêng ngã bởi giận không may, liền sau những sự kiện kể trên ông bỏ hẳn nghiên cứu hóa học. Gọi tên kim loại mới là Palladium, Wollaston ý muốn tỏ lòng kính trọng phát minh thiên văn của nhà bác học Đức, Olbers, người mà năm 1802 đã phát hiện ra một tiểu hành tinh chưa được biết đến trong hệ mặt trời. Olbers đặt tên cho tiểu hành tinh này là Pallada, để tưởng nhớ nữ thần trí tuệ ở Phaina Pallada trong thần thoại cổ Hy Lạp. Một phần tư thế kỷ trôi qua, trong tạp chí Mỏ Phát Hành ở nước Nga đã xuất hiện thông báo như sau. Năm 1822, Green được chính phủ Tây Ban Nha giao phó trách nhiệm làm sạch và biến toàn bộ số platin thu được ở Mỹ sau nhiều năm thành các thỏi kim loại. Vậy, khi điều chế gần 1 tấn platin nguyên gốc, ông ta đã tách được gần 922 gram palladium, thứ kim loại do Wollaston phát minh, và bởi cực kỳ hiếm, nên nó được đánh giá đắt hơn vàng 5 lần rưỡi. Ngày nay, khi hàm lượng của tất cả các nguyên tố trong vỏ trái đất đã được xác định khá chính xác, thì ta biết palladium nhiều hơn vàng chừng 10 lần. Tuy nhiên, tổng trữ lượng palladium
cũng giống như các kim loại khác thuộc nhóm platin, lại quá ư là ít, dạng dạng có 5-10%, mặc dù các nhà địa hóa có thể dẫn ra gần 30 khoáng vật có chứa nguyên tố này trong thành phần. Khác các nguyên tố platinate khác, palladium cũng như bản thân platin có thể gặp thấy dạng tự sinh. Thông thường khi đó palladium có chứa tạp chất platin, iridi, vàng và bạc. Ngược lại, chính palladium cũng hay có mặt trong thiên nhiên dưới dạng tạp chất của platin hoặc vàng tự sinh. Thí dụ, ở Brazil đã tìm được một biến thể cực kỳ hiếm của vàng tự sinh, Copax, có chứa tới 8-11% palladium. Do các mỏ palladium sa khoáng khá hiếm, nên nguyên liệu chính để điều chế nó là quặng sung phua của niken và đồng. Thực ra mà nói, khi đó palladium chỉ giữ vai trò rất khiêm nhường là sản phẩm phụ của quá trình chế biến quặng, song không vì thế mà nó trở nên kém giá trị hơn. Transvasa và Canada có những vị lớn quặng này. Đồng thời mới đây, các nhà địa chất Xô Viết đã tìm thấy ở vùng Norilsko nhiều mỏ quặng đồng niken có chứa các kim loại platin, mà chủ yếu lại là palladium. Nguyên tố này không chỉ có mặt trên hành tinh của chúng ta, nó còn ngao du cả ở trong các thiên thể khác như thành phần của thiên thạch cho ta thấy. Chẳng hạn, ở các thiên thạch sắt, cứ trong 1 tấn vật chất thì có tới 7,7 gram palladium, còn ở các thiên thạch thông thường, tới 3,5 gram. Trên mặt trời có các vệt đen thì ai mà không biết. Thế còn trên mặt trời có palladium thì chắc gì ai đã từng. Các nhà khoa học đã phát hiện ra palladium ở đó cùng một lúc với Haley ngay từ năm 1868. Dẫu rằng palladium nặng hơn sắt gần gấp rưỡi, nhưng trong đội ngũ platinate thì nó lại nổi danh là hạng nhẹ. Về tỷ trọng, 12 gram trên cm khối, nó thua xa oxini 22,5 gram trên cm khối, iridi 22,4 gram trên cm khối, platin 21,45 gram trên cm khối. Nóng chảy thì nó cũng ở nhiệt độ thấp hơn, 1552 độ C so với các kim loại khác thuộc nhóm platin. Gia công palladium có thể thực hiện dễ dàng ở ngay nhiệt độ trong phòng. Và bởi palladium khá đẹp, dễ đánh bóng, không bị đục và bị ăn mòn, nên các thợ kim hoàng luôn sẵn sàng sử dụng nó. Thí dụ, từ palladium họ chế gọng, đai dự đá quý. Chúng ta đã quá quen với những giọng văn báo chí, chẳng hạn, dầu mỏ được tôn kính là vàng đen, lông thú là vàng mềm, rừng là vàng lục. Còn khi nói tới vàng trắng người ta ám chỉ bông, nhưng té ra vàng cũng có thể trắng theo đúng nghĩa đen của nó. Chỉ một chút palladium pha vào là bộ mặt của vàng mất hẳn màu vàng cố hữu và trở nên trắng trẻo đẹp đẽ. Đồng hồ, đai đá quý, vòng tay làm từ vàng trắng trông thật hấp dẫn. Sự làm quen với palladium té ra lại vô cùng dễ chịu đối với titan. Như đã biết, kim loại này vẫn có độ bền ăn mòn cực cao, thậm chí những loài thú dữ tạp thực như nước cường toan hay axit nitric cũng chịu không thưởng thức nổi titan. Tuy thế, dưới sức ép của các axit chlorhydric và sulfuric đậm đặc, nó vẫn buộc phải bị ăn mòn. Nhưng nếu vitamin hóa nó một chút bằng palladium và thêm không quá 1%, thì lập tức khả năng chống cự lại các chất oxy hóa này của titan tăng vọt. Các nhà máy Liên Xô đã bắt đầu sản xuất được hàng loạt thứ hợp kim như vậy. Nó được dùng để chế tạo máy móc cho công nghiệp hóa chất, năng lượng nguyên tử, dầu mỏ. Sau một năm trời ngâm mình trong axit chlorhydric, bản hợp kim này chỉ mất đi có 0,1mm bề dày của nó. Còn titan tinh khiết thì sau thời gian đó gầy đi gần 20mm. Đến dung dịch canxi clorua cũng hoàn toàn không gặm được tí nào hợp kim này. Còn titan không pha palladium thì năm nào cũng phải nộp cống vật cho kẻ xâm lược này hơn 20mm. Bằng cách nào palladium lại có thể ảnh hưởng hữu ái tới như vậy lên titan? Nguyên do té ra là ở hiện tượng mang tên tự thụ đồng hóa, tự dậy của các kim loại mới được khoa học khám phá. Nếu đưa vào các hợp kim trên cơ sở titan, sắt, crom hoặc chỉ những lượng cực nhỏ các kim loại quý palladium, ruthenium, platin, thì độ bền của các hợp kim đó trước sự ăn mòn tăng lên hàng trăm, hàng nghìn và thậm chí là hàng vạn lần. Tại phòng thí nghiệm ăn mòn hợp kim của Viện Hóa lý thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô, các nhà khoa học đã thử nghiệm tác động của palladium lên thép crom hóa. Chi tiết chế từ hợp kim này bị nhiều axit ngốm sạch trong vài ngày. Mấu chốt là ở chỗ, khi đó các ion dương của kim loại chuyển vào dung dịch axit, còn từ dung dịch, các ion hydro xâm nhập vào mạng tinh thể kim loại và sẵn sàng kết hợp với các điện tử tự do. Hydro tạo thành khi đó sẽ tách ra và tan pha thép. Thế nhưng nếu nhúng chi tiết cũng làm bằng thép đó, chỉ khác là được pha thêm một lượng palladium cực nhỏ, vài phần nghìn, thì sự ăn mòn kim loại diễn ra trong có vài giây sau trội axit trở nên bất lực. Nghiên cứu cho thấy là ban đầu axit tác dụng với palladium và liền đó bề mặt thép được phủ một màng axit cực mỏng chi tiết dường như được mặc một chiếc áo bảo vệ. Lớp vỏ này làm thép trở nên bất khả xâm phạm, tốc độ ăn mòn nó trong axit sulfuric rồi không vượt quá vài phần chục mm trong một năm. Trước đó,
chỉ số này đạt tới vài cm. Chính Palladi cũng rất dễ rơi vào dòng ảnh hưởng của một số nguyên tố khác, chẳng hạn, cứ thêm một lượng nhỏ các kim loại cùng họ ruthenium 4% và rhodi 1% vào Palladi là độ bền đối với sự giãn của nó tăng lên gần 2 lần. Hợp kim của Palladi với các kim loại khác, chủ yếu với bạc, được dùng trong kỹ thuật chữa răng, từ chúng người ta chế ra loại răng giả rất tốt. Palladi phủ các tiếp điểm đặc biệt quan trọng trong kỹ thuật điện tử, máy điện thoại và các dụng cụ điện khác. Bên cạnh đó, dùng Palladi người ta chế tạo pha nắp chụp có vô số các lỗ cực nhỏ. Trong ngành sản xuất dây cực nhỏ hoặc sợi nhân tạo, khối vật liệu sau xử lý đặc biệt được ép qua các lỗ này. Palladi còn là vật liệu chế tạo cặp nhiệt kế cũng như một số dụng cụ y tế khác. Tuy thế, có lẽ những tính chất hóa học độc nhất vô nhị của Palladi mới hấp dẫn nhất. Khác hẳn tất cả các nguyên tố mà hiện nay khoa học đã biết, Palladi có 18 điện tử ở quỹ đạo ngoài cùng trong nguyên tử. Nói khác đi là lớp vỏ điện tử ngoài cùng của nó đã được điền đầy tới mức tối đa. Cấu trúc như vậy của nguyên tử làm Palladi có độ bền hóa học cực cao, thậm chí cả fluor gặp gì phá nấy ở điều kiện thường đối với Palladi bất quá cũng chỉ như mũi đốt voi. Chỉ khi có thêm nhiệt độ cứu ứng 500 độ C và hơn nữa, thì fluor và các chất oxy hóa mạnh khác mới có thể tham gia tương tác được với Palladi. Palladi có khả năng hấp thụ hay, nói theo ngôn ngữ của các nhà vật lý và hóa học, hấp lưu một số khí với lượng lớn, chủ yếu là hydro. Ở nhiệt độ trong phòng, 1 cm khối Palladi đủ sức nuốt gần 800 cm khối hydro. Dĩ nhiên, những kiểm nghiệm tương tự không thể diễn ra một cách bình an, vô sự đối với Palladi. Nó trương lên, phình ra, rồi nứt nẻ. Một đặc tính khác của Palladi cũng liên quan tới hydro, không kém phần hấp dẫn. Nếu giả thử ta chế một bình đựng từ Palladi rồi nạp đầy hydro vào, sau khi bịt kín bình và làm nóng bình lên, thì hydro thoát ra từ thành bình một cách vô cùng từ tốn như nước lọt sang vậy. Ở 240 độ C, cứ mỗi phút qua mỗi cm thành bình Palladi dày 1mm có 40cm khối khí hydro, hơn nữa nhiệt độ càng tăng độ thấm hydro của kim loại này lại càng tăng. Cũng như các kim loại khác thuộc nhóm platin, Palladi là chất xúc tác rất tốt. Đặc tính này cộng với khả năng cho hydro đi qua chính là cơ sở của hiện tượng do một nhóm các nhà hóa học Max Kojar tìm ra. Ở đây muốn nói tới hiện tượng được gọi là liên hợp, tăng tốc lẫn nhau của hai phản ứng trên một chất xúc tác, trong đó Palladi đóng vai trò chất xúc tác. Khi đây các phản ứng dường như tương trợ lẫn nhau, còn các chất tham gia phản ứng vẫn không bị trộn lẫn. Ta hãy hình dung một thiết bị có màng Palladi mỏng chia nó thành hai buồng kính, một bên là butylene, bên kia là benzene. Đối khác hydro, Palladi cướp nó ra khỏi phân tử butylene, rồi qua màng khí hydro lọt vào buồng bên cạnh và khoái trá kết hợp với các phân tử benzene. Butylene bị mất hydro thì biến thành butadiene, nguyên liệu dùng để chế cao su nhân tạo. Còn benzene sau khi nhận được hydro thì trở thành dicyclascaphein, từ đó người ta chế ra capron và nylon. Sự kết hợp hydro và benzene diễn ra có phát nhiệt, thể nghĩa là để phản ứng khỏi dừng lại phải liên tục đưa nhiệt ra. Sông Baudelaire chỉ cho hydro khi được một vài lượng dung. Bởi cả hai phản ứng này diễn ra dưới cùng một mái nhà, nên toàn bộ nhiệt tạo ra trong buồng thứ nhất lập tức được dùng hết ở buồng kia. Sự phối hợp hiệu quả của các quá trình hóa học và vật lý này thực hiện được tất cả là nhờ tấm Palladi mỏng manh nọ. Nhờ các màng Palladi xúc tác còn có thể từ nguyên liệu dầu mỏ và các khí kèm theo điều chế được hydro siêu tinh khiết loại khí rất cần thiết trong sản xuất, chẳng hạn, chất bán dẫn và các kim loại đặc biệt tinh khiết. Hiện tại Palladi khá rẻ, rẻ hơn platinum vài lần. Điều đó không phải là kém phần quan trọng, bởi nhờ thế có thể hy vọng công việc của Palladi sẽ ngày một nhiều hơn nữa. Và máy tính điện tử sẽ giúp nó tìm ra những lĩnh vực hoạt động mới. Máy tính điện tử thử sức xử lý những bài toán tương tự, tất nhiên là với điều kiện các nhà khoa học sẽ đảm bảo cung cấp cho nó các thông tin cần thiết để nó động não. Ngày nay, chẳng ai còn ngạc nhiên khi máy tính điện tử chơi cờ, điều khiển các quá trình công nghệ, dịch ra các thứ tiếng khác nhau, tính quỹ đạo bay của các con tàu vũ trụ. Vậy tại sao ta lại không lồng thêm vào trách nhiệm của máy tính điện tử việc tạo ra các hợp chất mới với những đặc tính độc đáo? Chính việc giải quyết vấn đề này có ý nghĩa khoa học thật to lớn. Đây là lời phát biểu của nhà vật lý Xô Viết xuất sắc Kapitsa tại Hội thảo quốc tế về kế hoạch hóa khoa học diễn ra năm 1966 ở Praha. Ông phát biểu rằng, trong thực tiễn đang sử dụng các hợp kim gồm 4 thành phần hoặc thậm chí là nhiều hơn nữa và nhờ chúng đã giải quyết được nhiều vấn đề quan trọng. Những hợp kim nhiều thành phần rất có thể đã được tìm ra một cách tình cờ, nhưng sẽ chắc chắn hơn nếu bằng cái tinh tế linh cảm của nhà khoa học tài năng như người đầu bếp tài ba biết nấu ngon hơn người khác.
Nếu có linh cảm nghĩa là có tính quy luật. Nhiệm vụ của khoa học là phát hiện ra những quy luật, song cho tới nay vẫn chưa tìm ra được phương pháp giải những bài toán hóc búa như vậy, và không nghi ngờ gì nữa. Đây là một trong những vấn đề của tương lai. Nhưng các nhà khoa học viện luyện kim mang tên Baikop thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Liên Xô đã không đợi cái tương lai đó, mà đã gắng sức dùng máy tính điện tử để đưa nó lại gần với thời đại chúng ta hơn. Việc đầu tiên nhất là tìm cho được ngôn ngữ chung với máy để có thể truyền các mệnh lệnh cho nó. Và ngôn ngữ lập trình cùng các thuật toán cần thiết như vậy đã được tạo ra. Bộ nhớ của máy tính điện tử tiếp nhận các kết quả nghiên cứu gần 1.500 hợp kim khác nhau và các số liệu lý lịch của các kim loại, cấu trúc điện tử của nguyên tử, nhiệt độ nóng chảy, các dạng mạng tinh thể và nhiều dữ liệu khác đặc trưng cho mỗi kim loại. Biết tất cả những điều đó, máy tính điện tử phải tiên đoán khả năng điều chế những liên kết nào chưa biết trước đây, chỉ ra các tính chất chính của chúng và lựa chọn các lĩnh vực sử dụng phù hợp đối với chúng. Bạn thử hình dung xem nếu những nhiệm vụ này được giải quyết như trước đây bằng phương thức chân tay bằng thử nghiệm bình thường. Thế nghĩa là phải thêm cho mỗi kim loại các lượng khác nhau của một kim loại khác được chọn theo ý niệm này hay khác, rồi từ hợp kim thu được làm ra các mẫu, sau đó đem chúng ra nghiên cứu về mặt hóa học và vật lý. Còn nếu đặt ra mục đích nghiên cứu tất cả các khoáng hợp có thể có của không phải 2, mà 3, 4, 5 thành phần, công việc như vậy chắc kéo dài không chỉ hàng chục mà đến hàng trăm năm. Hơn thế, để tiến hành thí nghiệm chắc cần tới một lượng kim loại quá lớn, mà nhiều trong số đó dự đắt dự hiếm. Rất có thể, trữ lượng trên trái đất của các nguyên tố hiếm như uranium, indium, palladium rất đơn giản là không đủ cho những thử nghiệm đó. Vậy máy thì thức ăn dành cho bộ óc máy tính là các con số, ký hiệu, công thức, hơn nữa năng suất lao động của nó cao hơn hẳn, trong nháy mắt nó có đủ sức cho ra một lượng thông tin khoa học lớn. Nghiên cứu dày công tiến hành dưới sự lãnh đạo của Viện Sĩ Thông Tấn Viện Hàn Lâm Khoa học Liên Xô Yavetskaya đã mang lại kết quả rất khả quan. Dùng máy tính điện tử, người ta đã bắt đầu tiên đoán và sau đó điều chế được nhiều vật liệu hấp dẫn. Một trong những hợp chất đầu tiên do máy tính điện tử sản sinh ra là các hợp kim thalladi, trong đó có hợp kim thalladi với indi có màu tím hoa tử đinh hương đẹp khác thường. Dĩ nhiên điều quan trọng không phải là màu sắc. Phẩm chất trong công việc của các cán bộ mới quan trọng hơn nhiều. Về phẩm chất thì phải nói là rất cao. Chẳng hạn, hợp kim thalladi với wolfram do viện điều chế đã cho phép tăng được độ tin cậy và thời hạn khai thác của nhiều linh kiện điện tử lớn hơn 20 lần. Ngày nay, nhờ ứng dụng trí tuệ nhân tạo của các máy tính điện tử, thì việc dự đoán ra các hợp kim mới, tất nhiên không phải những hợp kim mà ta có thể thu được bằng cách đơn thuần là nhào trộn các thành phần, mà ở đây muốn nói đến những hợp chất phức tạp và đòi hỏi phải thu được những hợp kim chịu được áp suất cực lớn và nhiệt độ cực cao, chống chọi được với từ trường và điện trường, thì mới cần tới sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo của các máy tính điện tử. Máy tính điện tử đã mách cho các nhà khoa học gần 800 hợp chất siêu dẫn mới và gần 1.000 hợp kim có các tính chất từ đặc biệt. Ngoài ra, máy tính điện tử đã hướng sự chú ý của các nhà nghiên cứu kim loại vào gần 5.000 hợp chất của các kim loại đất hiếm mà hiện tại khoa học chỉ biết được có 1/5 số đó. Đồng thời, máy tính điện tử còn cho những chỉ dẫn quý liên quan tới các nguyên tố nằm sau uranium. Theo ý kiến của Yavetskaya, trí tuệ nhân tạo của các máy tính điện tử có khả năng tổng hợp các hợp chất vô cơ là vô tận. Trên cơ sở đó, ngay trong những năm tới, số hợp chất có thể tăng lên gấp hàng chục lần. Và rõ ràng, trong số chúng sẽ có những chất có các tính chất hóa học và vật lý học hoàn toàn mới và hiếm, những tính chất vô cùng cần thiết đối với nền kinh tế và kỹ thuật hiện đại. Trong phần kết, chúng tôi xin kể về hai tấm huy chương chế từ Palladi. Tấm huy chương thứ nhất mang tên Will Aston, do Hội Địa chất London đặt ra cách đây 150 năm. Ban đầu người ta làm huy chương này từ vàng, nhưng sau khi nhà luyện kim Anh Johnson tách được Palladi tinh khiết ra từ vàng chứa Palladi của Bradson, thì huy chương bao giờ cũng được chế từ kim loại này. Năm 1943, tấm huy chương mang tên Will Aston được trao tặng cho nhà bác học Xô Viết kiệt xuất viện sĩ Fuchsman và nay được trưng bày tại Viện Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Liên Xô. Tấm huy chương thứ hai dành để tặng thưởng cho những công trình xuất sắc trong lĩnh vực điện hóa và lý thuyết các quá trình ăn mòn do Hội Điện hóa Mỹ sáng lập. Năm 1957, các công trình của nhà điện hóa lớn Xô Viết Franklin đã được đánh giá cao bằng phần thưởng này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện về kim loại hiếm Palladi. Sau khi các bạn nghe xong, nếu thấy hay và hữu ích, xin vui lòng giới thiệu và chia sẻ cho mọi người cùng nghe. Vui lòng đăng ký kênh để không bỏ lỡ những câu chuyện về kim loại tiếp theo và đừng quên tham gia bình luận ý kiến để giúp cải tiến thêm chất lượng của kênh.